Ok cho anh nha. Vẫn còn rất nhiều món ở trên nhà nha anh em. Về sẵn lên đấy rồi. Rau luộc các kiểu. Thịt kho tàu xì với lại dừa. Vừa mua được cái miếng ong này của họ vừa đi đánh về nha. Đi xào lá nghệ vậy. Lá lốt. Đây mình vừa có cái món củ sen nhé. Nấu thịt gà này. Gia vị hành, tỏi, aji, bột lên. Đơn giản vào bếp, những món đơn giản. Canh rau luộc. Đã chuẩn bị này, lá nghệ này, lá lốt này. Và hành này. Tí xào ong nữa. Lá gừng nữa anh em. Chạy đi xem con lá tía tô không hái. Ong tươi giói đây. Vừa bắt là lúi vào luôn. Bắt được ngay. Vào bìa rừng mất là bắt được ngay. Hôm nay nồi củ sen đã được rồi nhá. Mình đang đun nêm chim nhỏ lửa nhá. Vừa cho ít lá gừng vào đây nữa. Củ sen lên với lại thịt gà nhá. Rồi đây, ong đây, mình đã làm sạch sẽ nhá. Bây giờ mình sẽ rang lá nghệ nhá nhá. Nhà mình dùng mỡ lợn nhá. Cũng dùng cả dầu luôn anh em. Lá nghệ, lá gừng, lá nốt, hành. Đây nha anh em, mình sẽ cho gia vị mắm muối vừa vặn vào nhé. Cho lá nghệ, lá gừng, lá nốt, hành. Hôm nay mình sẽ không rang giòn như mọi đĩa nhé. Để chín luôn này. Có nhiều con gà phải rang vàng, nó sẽ ít. Một chút kia nhờ. Món này ai không ăn được thì sợ. Mình thì bao nhiêu được bây giờ. Không bị dị ứng. Còn lá này nhờ. Một chút kia, mình đang ngại. Đây. Rồi thịt gà lên nhạt sen đã xong nha. À đây củ sen cơ. Các bạn đều vào nhanh nha. Ok. Vào bếp mê món đơn giản. Ok cho anh nha. Vẫn còn rất nhiều món ở trên nhà nha anh em. Để sẵn lên đấy rồi. Rau luộc các kiểu. Thịt kho, tàu xì với lại dừa.